Xin chào mọi người, và đây là xe đạp 10B. Chiếc xe ngày hôm nay mình muốn giới thiệu thì mình phải nói rõ đầu tiên là nó có cái size ống đứng là 58, ống ngang nó cũng 58 luôn. Cho nên người mà muốn sử dụng xe này thì phải cao từ 1m75 trở lên. Chính xác là từ 1m75 trở lên nha. Chứ mà dưới 1m75 thì mọi người rất là khó sử dụng, tại vì cái ống đứng với ống ngang của nó quá là khủng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn chiếc xe này. Xe thì mang thương hiệu của Trek, thương hiệu đến từ nước Mỹ, và xe được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật. Xe mang thương hiệu đến từ Mỹ thôi, nhưng nó sẽ không hoàn toàn được sản xuất tại Mỹ, mà nó sẽ được gia công và lắp ráp ở những quốc gia khác nhau. Nhưng mà nó vẫn phải đạt tiêu chuẩn của Nhật thì mới được xuất vào thị trường Nhật. Do đó trên xe nó sẽ còn đầy đủ mấy cái tem nội địa tại Nhật. Ống đứng của xe thì ở đây nó ghi là 22.5 inch. Thì mình đo theo cái kiểu truyền thống mà mình hay đo, tức là từ tâm cột yên đến trục giữa là 58cm. Về màu sơn thì màu sơn trên khung của xe này là màu sơn zin, nhưng chỉ có một vài chi tiết ở phần càng xe với trên khung xe thì nó có một số điểm mình đã có tút nhẹ lại cái màu sơn rồi. Chỉ là tút nhẹ thôi chứ không nhiều, nhưng mà xe nguyên hiện trạng nó như thế nào thì mình phải báo rõ trong video như vậy. Thật ra thì mình không nói mọi người cũng rất là khó phân biệt. Về cấu hình thì xe nó sử dụng 3 dĩa và 7 líp. Nó có cái líp 10 sao rất là to, líp đó dùng để leo đèo và leo dốc. Kích cỡ lốp xe này là 700x35C. Lốp xe vẫn còn mang thương hiệu Bontrager. Riêng ở cái phần lốp ngoài sau này thì mình thấy nó hơi mòn một chút so với cái lốp ngoài trước. Ngoài trước nó cũng là lốp zin nhưng mà nó sẽ không có bị mòn nhiều. Ở trên video bô tăng này, xe được trang bị cái cặp tay bấm xả mang thương hiệu Shimano. Đây là tay bấm xả zin, và ngoại hình nó thì có hơi cũ một chút xíu, nhưng nó vẫn còn sử dụng bình thường và không có vấn đề gì hết. Đùm trước với đùm sau của xe là đùm nhôm, và ngoại hình của cái đùm này mình thấy cũng còn rất là đẹp. Trăm xe hay còn gọi là nan hoa đó, thì nó là inox và nó sẽ không có bị rỉ sét. Bây giờ thì mình sẽ quay đến cái đoạn của mình test cái cùi đề, và sau đó mình đo ống đứng ống ngang một cách thực tế cho mọi người xem dễ hình dung. Và tiếp sau nữa mình sẽ cân thử xem tổng trọng lượng của xe là bao nhiêu. Trước khi mà đăng xe lên bán thì thợ của mình đã kiểm tra, vệ sinh và căn chỉnh từng chi tiết. Mua về là mọi người chỉ việc sử dụng liền, chứ không cần phải thao tác gì thêm. Xe này thì màu đen cho nên là nhìn tổng thể nó hơi ngầu một chút xíu, kiểu như là nó có sần sùi bự bặm một chút. Và cái size ống đứng này thì như hồi đầu video mình có báo là 58, ống ngang cũng 58, cho nên nó sẽ khá là kén khách. Người nào mà cao theo kiểu là từ 1m75 đến 1m90 thì đi mới hợp, chứ dưới là mọi người không sử dụng được đâu, nó rất là cao. Ống đứng của xe là 12,9kg, và đây là ngoại hình ở phía bên còn lại của chiếc xe. Bên này cũng khá là tương đồng so với bên kia, màu sơn zin thì ít trầy xước, có giảm tước một số chỗ nhưng mà không nhiều. Trên xe vẫn còn đầy đủ mấy cái tem nội địa tại Nhật. Đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm, yên là yên zin. À mà có cái phần yên xe là cũng là yên zin nha, nhưng mà da yên nó bị rách rồi, cho nên mình đã bọc lại cái da yên khác. Chân chống cũng là chân chống zin theo xe luôn. Cơ bản thì mình đã giới thiệu gần như là sơ lược và chi tiết hết chiếc xe này. Nếu mà anh em nào xem thấy muốn biết thêm những cái chi tiết hơn nữa thì có thể kết bạn Zalo với mình rồi sẽ trao đổi cụ thể hơn. Và khi mọi người xem video, nếu cảm thấy thích cái cách mà mình giới thiệu cũng như là những sản phẩm bên mình thì cứ ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp 10B để xem thêm nhiều mẫu xe Nhật bãi khác mà mình giới thiệu. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.